Đây là một trong những cái con đường làng ở cái vùng nông thôn nước Mỹ các bạn. Hai bên đường có rất là nhiều bóng cây ha, và có những cái ruộng, những cái rẫy để người ta trồng những cái nông sản đó các bạn. Bông gòn nè, rồi đậu phộng nè. Ở đây có con ó nó đang tha con rắn các bạn ơi. Đàn bò lững thững nằm gặm cỏ. Hello, xin chào các bạn. Thư đang có mặt ở tại một cái nông trại, chuẩn bị để đi nhổ đậu phộng á các bạn. Sẵn Thư hôm nay Thư đi nhổ đậu phộng á. Thư quay cái cảnh nông thôn nước Mỹ các bạn coi ha, coi cho biết. Đây nè, ở đây có rất là nhiều cái hoa này nè, giống hoa cánh bướm bên Việt Nam các bạn. Đó, ở những cái vùng nông thôn nước Mỹ á, những cái hoa này nhiều lắm luôn. Đặc biệt là mùa thu ha, nó nở rất là đẹp luôn này các bạn. Đẹp ha. Thư quay cái cảnh đồng bông gòn sắp sửa tới mùa thu hoạch các bạn coi nha. Đồng bông gòn ở bên kia các bạn. Phía đằng sau cái đám cỏ lau á là một cánh đồng bông gòn luôn các bạn ơi. Đó các bạn, Thư quay gần cái cây bông gòn các bạn coi ha. Bạt ngàn là bông gòn nè, trắng bóc hết cái cây rồi đó. Sắp sửa thu hoạch được rồi á các bạn. Vùng nông thôn của nước Mỹ này các bạn. Các bạn coi ha. Một cái con đường đất nó trải dài xa tít tắp ở đằng kia luôn. Dọc theo hai bên đường cát, cái đường đất ở đây là những cái hoa dã quỳ đang rất là đẹp lắm các bạn. Từng bụi dã quỳ đẹp lắm các bạn. Đang rực rỡ rung rinh trước gió. Cảm giác về cái vùng nông thôn thấy nó bình yên, nó lắng động tâm hồn ghê luôn. Huy bắt được cái gì vậy? Con này con gì? Grasshopper. Grasshopper có tiếng Việt Nam gọi là con gì? Con cào cào. Con bỏ xuống cho nó nhảy đi. Ba muốn mình cầm không? Ba muốn mình cầm hả? Con chào cô chú đi. Chào cô chú. Đây là cái cánh đồng đậu phộng nè các bạn. Từng cái xe bò nó chở đậu phộng, người ta thu hoạch chất lên xe rồi á các bạn. Người ta chưa có chở về nhà. Thì cái rẫy đậu phộng này á, người ta mới dùng máy người ta xới hết những cái gốc đậu phộng lên, phơi cho nó khô hết đó các bạn. Đó các bạn nhìn thấy nó vàng khô như vậy nè, nhưng mà người ta chưa có lặt cái hạt đậu ra ha. Xin chào các bạn. Hôm nay á, rất là tình cờ luôn. Ông chủ ổng nói là tụi Thư á, có thể đi mót hết những cái đậu phộng nào mà tụi đi mót nha, chứ không phải là đi. Tụi mình đi mót, tại vì người ta thu hoạch hết rồi các bạn. Nó ăn quay cánh đồng đậu phộng. Đây là đậu phộng người ta đã nhổ lên hết rồi. Đậu phộng người ta dùng máy người ta thu hoạch hết rồi các bạn ơi. Nếu mình muốn mua cái này thì mình thích cũng được, nhưng mà nó đã khô rồi. Cái này mình không thích nó khô rồi. Nhưng mà cái máy á, nó chảy nhiều khi nó còn sót như vậy nè các bạn. Thì ông chủ ông nói tụi mình thích ăn thì tụi mình đi mót những cái đậu tươi này tụi mình ăn. Đây cũng là lần đầu tiên Thư đi nhổ đậu phộng luôn đó các bạn. Rất là mừng luôn. Thì thôi Thư mời các bạn cùng Thư đi mót đậu phộng ngày hôm nay nha. Đi mót đậu phộng chứ. Để Thư nhổ sẵn thử một bụi cho các bạn coi ha. Nó cũng dễ nhổ lắm. Dễ nhổ không? Cầm ngay chỗ cái gốc, bó ngay chỗ cái gốc nó lại. Bó hết cái gốc lại. Đâu cần đeo bao tay gì đâu hả? Không cần đâu. Nhưng mà chỉ đó. Rồi đó, xong rồi em nhìn nó lên. Đó, nó lên nè. Quá trời cũ luôn các bạn nhìn nè. Cái bụi đậu phộng nè. Ui da là trời cũ luôn nè các bạn ơi. Nhiều cũ dễ sợ luôn. Rồi mình đào á, ở dưới đây nó còn nữa. Mà mình phải đeo bao tay vô mình đào, nó còn nhiều cũ lắm. Nè các bạn coi nè. Quá trời cũ luôn ha. Thư sắm sẵn cái gùi nè các bạn. Đó, cái gùi này vậy cây với nhiều gốc ở nhà. Ngọt lắm, ngọt không nha, đây nè, đó. Nó tươi rói luôn nè các bạn. Anh bẻ ra cho em. Đây nè. Đây là các bạn. Anh đậu phộng tươi này, Thư nghe nói bị hôi nách lắm, không biết có mà ăn vô. Thư thích ăn đậu phộng tươi lắm, nó ngọt lắm. Ồ, nó ngọt đấy chứ, nó nhổ. Mình đi mót đó các bạn. Ổng cho, ông chủ vườn ổng cho. Cái này là máy á, họ thu hoạch đó mà nó còn sót á. Thích cái đậu này là tự vì nó giống đậu Việt Nam mình chứ không phải đậu Mỹ. Đó. Cái này là máy nó thu hoạch lên hết rồi nè các bạn. Nhưng mà họ không có lấy liền, họ không có bẻ cái củ ra liền, họ phơi nắng á, cho cái đậu nó khô. Nó khô xong rồi họ đem vô, họ để từng xe như cái xe ở ngoài kia kìa các bạn. Đây nè các bạn, họ thu hoạch đậu phộng á, họ bỏ lên xe chở một xe như vậy nè các bạn. Đó, quá trời đậu phộng luôn ha. Đó các bạn nhìn thấy hồ đậu phộng nè. Đó, có nhiều xe lắm. Mấy cái xe này gọi là mấy cái xe qua gần á, là xe ngựa đó. Một cái cánh đồng bao la bát ngát, họ trồng đậu phộng hết đó các bạn. Ở đây có bụi nữa các bạn ơi. Để Thư nhổ cái bụi này lên ha. Thư nhổ cái bụi này nè. Chưa gì mà thấy củ quá trời nè các bạn. Ô, quá trời củ luôn. Đã không? Rồi, đây con. Rồi đi qua đám bên kia nữa. Rồi. Trời ơi, cái bụi lá ít vậy, nhỏ vậy thôi mà củ nhiều quá trời nè. Mình nhổ từng bụi nhỏ nó dễ. Mình nghi cái đầu gối xuống vì cái đầu gối xuống. Ô, nhỏ giống này. Anh để anh đám nó đi, tí em bưng lại cho anh đổ đi. Rồi, giờ anh Thành ra tay. Nhổ nó cũng hơi nặng á các bạn. Để cho mấy ông có sức á, nhổ. Mình phụ mình lặt đậu thôi. Nó trồi lên trên đấy các bạn coi này. Đó. Cái củ nó nằm trồi lên trên sẵn rồi. Cái đó còn sót nhiều chứ các bạn. Nó nồi sẵn đây nè. Nó trồi sẵn cái củ lên giờ này nè. Ui cha. Coi nè. Bụi của nó đó các bạn. Mấy cây. Bên Việt Nam thời ngày xưa là có cái xe đạp kê lên nè, trải cái bạt như vậy nè, xong rồi lấy cái xe đạp kê lên, còn không thì để khô thì đập nó ra lấy hột luôn. Đó, tuốt ra vậy hả? Tuốt vậy nó mới mau được chứ em mà làm từng hột thì đến bây giờ mới xong. Thấy cũng dễ bóc anh hả? Thấy cũng dễ tuột cái hột đậu ra chứ. Đậu già ghê á. Nè, đậu già ghê các bạn. Hồi nãy bên ngoài và ngoài lúc mình đường chạy vô á, nó đang vườn nó lá như vậy nè, nhiều. À, vậy là cái đám bên đó nó chưa có cho thu hoạch đấy chứ. Chưa thu hoạch. Đó. Lâu lâu làm nông dân bữa. anh vô. Đó, tha hồ. Tha hồ nhỏ các bạn ơi. Ống sách hết rồi, nắm vô sách hết rồi chứ. Một núi đậu phộng luôn nè các bạn. Nhìn đã ha. Cái này là mình đi móp đó, cho nên nó nằm rải rác lắm các bạn. Mình làm xong đám này cái mình chạy xe qua đám khác mình làm tiếp. Anh nông dân gì ơi, anh có mệt chưa? Hả? Anh mệt chưa anh nông dân? Rồi, mệt rồi. Anh thành vô cờ rồi à, các bạn ơi. Nói không ra hơi rồi đó. Trời nắng, chăng chang, 1-2 giờ trưa, 3 giờ trưa. Ở đâu xa xa ngoài kia kìa có bò các bạn. Đầy. Nó vũ đủ cái đất đó, nó còn sót lại nhiều lắm nè các bạn, nó rụng cái hột ra đó. Ừ, mình có cái gì để mình đào nó dưới, mình bới nó lên, nó còn dưới nữa. Rớt lại nhiều lắm, tại vì nó dịch nó sót lại dưới đất nhiều lắm. Đã chưa? Nó rớt rồi ha. Mùi đất anh ha, nhổ lên cái mùi đất, cả trăm cái đậu đó các bạn ơi, dễ nhổ anh ha, em nhổ phát một à. Sót nhiều á các bạn, mình đi mót vậy chứ mà cũng được quá trời luôn á các bạn ơi, mệt mỏi với nó luôn đấy chứ. Mình thấy lại rác vậy á chứ mà mót được ghê lắm. cũng quá trời rồi nè. Cái này ha, nó còn đây nè. Đó, các bạn thấy không? Quá trời nó nằm dưới đất nè các bạn. Nhiều ghê không? Đậu này nó nằm trên nè, trồi trên nè. Cô Thân Nữ hả? Cô Thân Nữ đang hái quá trời luôn nè anh nè. Tán bên này dễ nhổ ghê anh ha. Thì nó rời nó không có dính vào nhau nhiều ấy. Nó rời nó không có dính vô nhiều thì nó. Đám bên này em nhổ được, cái đám bên nãy nó bụi nó to quá. Đây nè. Đè nó qua bên này thấy đậu nó trồi lên đó các bạn. Hết sức nha. Hết siêu anh. Anh Thành bơm vào. Thôi giờ mình gom hết đám này lên xe mình đi về lên ha. Còn gì nữa? Anh Thành giờ anh phụ anh bưng hết cái đám này ra xe cho Thư bưng, anh nhũ hết đất đi cho để nó dính lên xe. Rồi đây là tụi mình đi về. Đây nè các bạn, thành quả nãy giờ ngồi nhổ với lại lặt ra được bao nhiêu đây, 2 bao với lại thêm nửa nữa cũng đâu có bao nhiêu đâu, nhưng mà tự mình lặt nó lâu quá đó, với lại còn nhổ được mớ nãy mình không có tham, mình không có thời gian mình lặt nữa để mình đem về nhà mình lặt mình luộc luôn. Vậy thôi Thư dừng cái video đi mót đậu, đi mót củ lạc hả? Cái này gọi củ lạc, cái vùng miền họ gọi củ lạc nữa thì phải á. Gì lạc thôi, giống lạc, gọi là lạc nè, có chỗ thì gọi là đậu phộng nè các bạn. Đó. Thôi Thư dừng cái video đi mót đậu ngày hôm nay ở đây ha. Xin chào.